hương một khuya hai khuya. Nhà em đã vừa mới làm xong để phục vụ các bác cây nhà mình nhá. Ngày hôm nay em Loan sẽ giới thiệu cho bác một mẫu lòng bắt cua như này nhá. Chất liệu của nó hoàn toàn bằng thép không gỉ đây. Mắt lưới của nó là mắt 1 phân rưỡi đến 2 phân giúp em nhá. Lưới cực kỳ là to và dày luôn. Đây là lồng một khuy này. Đấy, các bác sử dụng rồi. Mở ra đóng vào rất là dễ dàng cho em nhá. Lồng hai khuy đây. Kích thước của nó thì cực kỳ là to để cho các bác mình bắt được nhiều cua này. Có thể bắt được ghẹ, ghẹ đều được giúp em nhá. Mẫu này thì được các bác em mình sử dụng rất là nhiều mà giá cực kỳ rẻ cho em. Em báo giá luôn cho các bác nhé. Mẫu này em đang bán với giá là 60.000 một chiếc. Còn cái mẫu lồng một khuy này em đang bán với giá là 50.000 một chiếc các bác anh nhà mình nhé. Ngoài những cái mẫu này ra thì bên nhà em đang còn những cái mẫu lồng lò xo đây. Đấy, và lồng lò xo này các bác anh nhà mình cần nhỏ hay cần to? Lồng lò xo này cũng là mẫu lồng đa năng, vừa bắt cá lóc vừa bắt cua. Đấy, vừa bắt cá rô, cực kỳ là dễ luôn nha, đặc biệt là phải tôm càng xanh mới bắt được nhá, còn tôm nhỏ là không bắt được cái lồng lò xo đâu các bác ạ. Đấy, lồng cua thì em bỏ riêng ra hai mẫu cho các bác lựa chọn nhá. Lồng cua thì ví dụ các bác mua một khuy thì nó nhỏ hơn thì chuyên để đánh cua đồng. Còn nếu như các bác mà lấy hai khuy thì để đánh cua biển này. Đấy, và em cam kết với các bác anh nhà mình nhá. Chất lưới của nó thì đây là thép chống gỉ và một cái loại lưới dày mà không có cái con cua là có thể cắp đứt được cái lưới này của các bác luôn nghe ạ. Và với lồng cua ngày hôm nay thì bác nào anh nào cứ mua từ mấy cái cứ liên hệ với em nhé, để em gửi tận nhà cho các bác anh luôn. Còn về lồng lồng so thì em có từ 25-45 là kích thước nhỏ này các anh này, chỉ có 40.000 đồng một cái thôi, nhưng sử dụng bền đến 5-6 năm nếu như các anh giữ gìn nhé. Cái này các anh có thể sập vào thu gọn như thế này khi mà mình đi bẫy xong đấy. Đấy, như thế này nhá, rũ mạnh mà phát là bao nhiêu cá tôm ra hết luôn. Đấy, như vậy nhá, cái này là cỡ nhỏ. Còn em sẽ có kích thước 50, 30 và 60 hoặc là 40 và 80, thậm chí là to hơn cả trên 1 mét cũng có. Thì như các bác nhìn đây thì em có những mẫu đăng này, vó tròn này. Mẫu đăng kia đằng sau kia là cái đăng vét mà có thể vét được tới, nếu mình nhiều nhá, gặp đúng luồng cá nhá, 20 cân cá cho em, thoải mái luôn. Cao là cao 1,5 m và dài thì sẽ là 5 m. Đấy, như các bác anh nhìn là một xưởng lưới lớn thì bên em đang nhận gửi và ship ra tận nhà nhé. Chiếc đăng này là đuôi của nó dài 4 m này, cửa 60-80, đuôi 4 m này. Đấy, rất chi là dài và mắt 2 ly. Chiếc đăng này thì là 350.000, là loại đăng lớn, cánh dài 5 m. Và tới những chiếc lồng tròn, là những chiếc vó tròn mà bên em đang giới thiệu tới các anh rất nhiều đấy. Cái vó này là vó 2 m, em có 1 m, 1,5 m và 2 m. Thì tùy thuộc cho các anh sử dụng nhé. Kéo một lần vài cân cá, cân tôm, cua luôn. Các anh nhà mình cái này là để kéo tôm đấy. Vó tròn này, bên em rất chi là nhiều. Đấy, tùy từng size, từng loại nhé. Cái này là vó tròn. Đấy, được gập gọn vào trong cái túi xanh như thế này này. Còn lồng lò xo này, bác nào, anh nào mà cần từ 5 cái hoặc là mua mỗi thứ 1-2 cái, cứ báo với em nhé. Và mùa nước rồi thì đây là những cái dụng cụ bẫy cá, bẫy cua, bẫy tôm hiệu quả nhất. Anh nào cần mua, nhớ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình để em tư vấn và cũng như gửi đến tận nhà các bác anh luôn nhé. Đừng quên follow và đăng ký kênh này và gọi điện trực tiếp đến đầu số điện thoại để đặt hàng các bác nhé.